Rồi ok, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp à. Ok rồi, chắc thua quá. Biết ngay mà. Thường thì pha đầu về pha sau dễ thua các bạn. Ok, có con này ngon rồi. Ồ, hay, ảnh úp bài xuống. Bộ này thì cái lá, nói chung chơi với cây ba thì cái lá này thực dụng các bạn. Vì đơn giản một điều là ít có lá nào thủ 3000, mà thường là xung quanh còn qua bản của Maric ở cái lá này không thực dụng lắm, tại nó có khá nhiều con thủ trên 2000. Rồi, ok. Tất nhiên. Này thì úp bài xuống này. Cái 7 assist này lợi hại thật. Nói chung là 7, cái 7 assist này chuyên chống con úp, còn cái 7 chấp hô đó thì để chống con ngựa. Rồi, ok, khá là hay đấy. Chà, ảnh thủ. Có một lần hình như có bạn bình luận nói là quýnh gì toàn hai bên toàn thủ không. Mình thủ thì tại cái đó là cách chơi của mình rồi. Còn ai nó thủ thì hình, nó công hay nó thủ thì tùy dáng rồi, cái đó mình không quyết định được. Cái bản này nó không có tự do chọn như là bên Legacy of Duelist, các bạn thông cảm nhé. Các biết ngay mà, nãy giờ mình không bắn là có lý do đấy. Mà con mà bắn lại bắn qua đồng đội nữa. Đó, xin nhẹ 200. Not bad. Ok. Rồi này chịu rồi. Đó. Rồi lấy con sâu ra chơi nào. Giật bài của ảnh các bạn. I end my turn. Còn gì vui hơn việc giật một bài của chủ tịch đâu. Có bài xuống tiếp. Tiếc là mình mới có một cái lá 7 acid. Nó hết hồn chưa. No, giật bài. Ồ, giật được toàn lá ngon không. Ồ, ngon rồi. Rồi ok, cái này thì không cản làm cái gì. No. Not bad. What? Rồi gọi hai con nữa ra thấy chưa? Nhiều lúc hết bài cũng lẹ lắm các bạn. Biết là tỷ lệ cầm nhiều thì tỷ lệ ra con bài mình muốn nó thấp, nhưng mà nó cũng còn tùy thì chúng ta có bao nhiêu lá bài đó cho bộ bài nữa. Trời. Lại nữa, quá ngon. Bắn. Bị chiến bài, ok. Không, bắn đó là bắn giò đấy các bạn, chứ không phải là bắn để đạt mục tiêu gì đâu. Mình lật con này qua để tránh mất cả hai con đấy. Thủ nữa. À rồi, ok, bắn đi. Oh. Rồi thôi, ok, cũng được, không sao. Rồi cho rút bài phát. Rút chả còn rút con xung quanh làm gì. Rút con Watch Rider ra thấy ảnh cũng xanh mặt rồi. Rồi ok, cho bắn luôn đó. Rồi xin nhẹ ảnh 500 thôi. Not bad. Nó. What? Nó. À, giật được bài của anh tiếp, trời toàn bài xịn không. Bữa nay hên. I end my turn. Kéo một cái giờ anh còn 19 lá luôn. Khoan, con này ra trước đề phòng. That's not going to work. Biết ngay. Trap hole. Quăng con Ghost Rider ra là lỗ rồi các bạn thấy không?
Ok, để coi anh có con gì anh tay nào. No, 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 no. À, con này à. Ok. À, không dễ thế đâu. What? Nó lộn bài nữa, khổ thiệt. What? Lộn lộn bên các bạn không cảm. Con này chết. Not bad. I end my turn. No. Lỡ rồi thôi vậy. Rồi. Ok, bắn. Bay vô thôi, có cái gì đâu, bắn. Kéo máu của anh cũng nhiều rồi, cho anh xin lại tí huyết cũng chả tiếc mấy. Rồi cái mê cung 500. Rồi úp lá bài này xuống dọa anh thôi, mà AI thì thường không bị dọa các bạn. Người chơi mới bị dọa chứ AI thì thường không bao giờ bị dọa. Oh, Watch Rider xuất hiện. I summon my Force Raider. I switch it to attack position. Ok, Blue Summon luôn anh. À, không Blue Summon rồi. Rồi, 900, không ăn thua. 1900 hơi đau thôi. I end my turn. Rồi, khoan, bắt con này về coi nó là con gì đã. You're activating a spell card. À, đó là con khổng lồ đá. À, tuyệt vọng chiến phù. Bắn. Rồi xong, dây thì khỏi trả. Thí 600 mà loại được con này mình cũng sẵn lòng thí các bạn. Đôi khi cái chiêu thí này chúng ta phải lợi dụng nó. Nhưng mà bắt bài của đối phương về. Mình cũng chả thích chơi thí không vậy đâu, nhưng mà đôi khi chúng ta phải thí các bạn. Wow. Ý trời đất quỷ thần ơi, rồng trắng mắt xanh xuất hiện. Ồ, dáng này là chủ tịch thứ thiệt rồi các bạn. Too bad. Your luck's come to an end. I offer my monster as a tribute. Ôi trời ơi, rồng trắng mắt xanh mà đi với thượng quyền ngủ nữa thì ai mà chơi cho lại. Lượt sau mà không ra được cái lá Ringo Deception thì để mình thành Thế Huệ là dáng này mình thua rồi. Nãy giờ mình không có lấy cái bình nữa mới khổ. Bình này cái bình rút bài chứ không phải là bình kia. Giờ có con nào đâu mà su mạnh. Trời ơi, lá bài tào lao thế. Ok, thua rồi, chấp nhận thua các bạn. Rồi ok thôi, không sao, thắng thua là chuyện thường tình. Rồi xong. Mình muốn rút bài ân huệ mà anh không cho luôn. À, nãy lỡ tay xài cái lá kháng phép cái thua luôn nguyên dáng các bạn. Rồi anh còn hành hạ mình từ từ nữa kìa. Trời ơi, ông anh trả nhân đạo được tí nè. Đi sai một nước thua cả dân sơn các bạn. Rồi thôi không sao, còn hai dáng mà, đường dài mới biết ngựa hay. Vô. Rồi ok. I activate my spell card. Ô, cái chổi. Nó dùng cái chổi mà phá cái lá này lỗ. Set this card face down. I set this card face down. I end my turn.
Rồi ok, úp cái lá này xuống, úp cái lá này xuống, quăng cái lá này ra. You're activating a spell card. Thì ra là lá này rồi, ok. Mình đã loại bỏ được cái chức năng đẩy lực tấn công của nó rồi. Rồi ok, coi như anh em mình hòa đi. À không, nó còn trả lại dí được con trái cà của mình. I end my turn. À thôi chơi luôn. So, you're activating a spell card. Ê, quên mất cái quăng con này ra trước. Ok. Quăng được 3 lá bài mạnh luôn chứ. Rồi ok, vậy cũng được. À khoan, con này ra thì nên để thế thủ dụ ảnh bắn. Rồi vậy đi, bắn một phát thôi. Dụ ảnh tấn công mình. Mario 4. Ok, nãy quăng con Water Dunner ra là cũng lỗ rồi. Ok ok, ra con gì đấy. Prepare to feel the touch of cold steel as I summon my Force Raider. Rồi ok, Force Raider hả? Xuống hố đi ông anh. What? I set this card face down. Ok, I end my turn. Oh, rút bài. So, you're activating a spell card. Trời. Ra bài kiểu này hơi kỳ đấy. Oh, có Corona. Rồi thôi. Cho con rồng này 2 sợi dây chuyền luôn. Mặc dù dây chuyền mà đeo 2 sợi nó hơi kỳ các bạn nhé. Rồi giờ mạnh ngang rồng trắng mắt xanh luôn, chỉ có điểm thủ là bèo hơn thôi. Mà ảnh mà giết con này cái là trừ của ảnh ngay 1000 điểm. Giờ rồng trắng mắt xanh thấy con này cũng phải ngán. Tức là cái effect của nó bây giờ mình không xài được nữa rồi. Con này mà mình bất ngờ mình dở lên một cái là ảnh khóc nữa đó. Nếu mà có rồng trắng mắt xanh mà bị con này ra nó cắn chết được nhục lắm. Oh, Dark Horn. Rồi, xin của ảnh 1000 máu luôn. Not bad. Rồi, not bad, not bad. Not bad. Rồi, cứ gáy đi chủ tịch ơi. Còn không thì úp bài xuống luôn coi. Nhưng mà giờ không ra được bài quái là mình chết đấy. I set this card face down. Nãy mình đã bỏ hết 2 con quái, 3 con quái xịn rồi. À, hên quá. Rồi ok. Vậy đi, lượt sau dụ anh úp bài xuống. Thôi mình chiến bài. Rồi ok thôi cũng được. Lượt sau anh quăng con Ghost Rider rồi cũng an toàn, tạm an toàn thôi. Anh có thể summon nha các bạn, anh summon là mình thua đấy. I switch it to defense position. I set this card face down. Wow. I end my turn. Trời, đặc hôn à. Rồi, lật lái lên cũng được, không cho ảnh thủ các bạn. Đây, xin ảnh tí huyết. Không nhiều nhưng cũng được. Rồi cho anh lấy con thành đèn ra thì cũng không phải đối thủ của mình. Chỉ có Ghost Rider mới đánh ngang mà giờ có lá này đây, Ghost Rider cũng chịu chết. I end my turn. Rồi ok, lại một con rồng nữa. That's not going to work. Trap hole. Oh, trap hole. Ồ, chủ tịch K3 đánh kinh quá. Được đấu chủ tịch thứ thiệt rồi các bạn. Cái gạt găng vô.
Rồi, ok. I summon my faithful servant, La Jin. Oh, thằng đèn xuất hiện. Genie of the lamp. Ok. I end my turn. Ở đây có con nào mạnh mạnh để mình giật không? Rồi không có, là lấy con Warrior bên mình vậy. À mình có con rồng mà. What? Lấy con rồng cho nó ngon. Đắc con cứ từ từ giữ đó đề phòng các bạn. Thật ra mình có thể thắng ngay trong lượt này mà mình không thích vậy. Rồi, ok. Để xem coi mình có thắng được trận này không nhá. I summon my faithful servant, La Jin, the mystical genie of the lamp. Ok, thằng đèn xuất hiện. Mình phá cái đèn thần rồi, thành ra thằng đèn không thể effect ra được. I end my turn. Rồi, ok. Dán này em thắng nha. Cho con thủy nó KS cho bạn. Ít khi con này được KS lắm. Rồi xong. Ok. Đối chủ tịch xuất hiện đó, thời gian nó khác các bạn không. Mới 2 dán thôi 17 phút mấy rồi. Bây giờ dán cuối nhiều khi có khả năng mình thua nè. Mà không mình được đối chủ tịch là vui rồi các bạn. Không quan trọng thắng thua. Còn đấu với mấy cái tay kia chủ yếu để lấy bài thôi các bạn. Ồ, có lá này ở đây nữa, bữa nay đợi lên đường rồi. Faithful servant, La Jin, the mystical genie of the lamp. I activate my spell card. Gì đây, vừa vô đã chơi rồi. À, rút bài. I set this card face down. I end my turn. Wow. Dùng luôn. Tell me you're trying to resurrect it. Mượn con này tí. What? Ok. Thì ảnh không đánh được mình thôi. Giật của ảnh 10 lá cho nó vui nhà vui cửa đã. Ok, dư cá thư quyền ngủ rồi các bạn. I end my turn. Rồi ok, có lá chống phép luôn. Lần này quyết tâm là dùng cái lá này mà thật khôn ngoan. Rồi chơi luôn lá này. Rồi đây chấp ẩm lấy thư quyền ngủ là luôn. Mình có Kameyoko ở đây mà. Kameyoko ở đây rồi thì thư quyền ngủ tuổi gì hả các bạn. Chưa kể còn có cái này để thủ nữa thì tự quyền ngủ cũng thường. Mà cái này tính ra có thua gì vô hạng thành của Muzan đâu. Rồi ok, dở lên anh. Flip summon. Flip summon. Ok. Rồi, rồi. Bốn con nó lỡ lên hết thì không tội, chúng ta không chơi. No. Rồi ok, vậy đi. Kéo bài của ảnh dáng này phải nói là phê luôn. Rồi ok. Tập này chắc lại có bạn vô chê sao thủ hoài này nha. Rồi ok, dỡ lên. Dỡ tiếp. What? Rồi
quăng con này ra. Ok. Ok, ông anh lợi hại. Ồ, giật được toàn lá bài tốt không? Rồi, ok. Đã thế thì thôi khỏi bắn. Cái dáng này làm một hơi là cần hết bài ảnh luôn. Rồi, bắn đi chị. Cũng ghê đấy, nhưng mà 500 anh em tới thì mà là chuyện khác. 500 anh em đập bà phù thủy rừng đen nằm đo sàn. Có Hane Hane à. I set this card face down. Ok. I end my turn. Rồi thủ. Úp xuống. Để coi giờ ảnh có quăng mấy cái lá bài phá ra thì mình cũng có lá này để chặn ảnh rồi. Mà kêu chơi vậy chắc nhiều bạn sẽ chửi mình. Chơi kiểu gì toàn thủ không? Chơi câu giờ, chơi giật bài người ta kéo hết bài người ta là thắng. Nhưng mà biết sao được, mỗi người một cách chơi mà, với mỗi cách chơi nó có cái hay riêng. Chiến thuật này cũng không phải dễ áp dụng đâu các bạn. Nó chơi chứ cũng nhờ lá này nãy giờ mình thủ ra ngon, nhờ nó nãy giờ đối phương không công được là nhờ có lá này. Mình cũng giật gần hết bài xịn đối phương rồi. Giật summon mà giật luôn cả con cái lá hồi sinh đó thì ảnh xong đời ảnh rồi, rồng cá mắt xanh là khỏi trở lại luôn. Rồi giờ lá này mất chả sao. Rồi xin tí huyết thôi. No. Ok, ta lại câu giờ rồi. Chả em tấn công. I end my turn. Oh, có cái Renovation đây luôn hả, ngon. Rồi xong, bắn đi. Flip summon. Ngoài phòng đấy. Up trap nhiều quá mình cũng ngại nè. Rồi ok không sao. I end my turn. Rồi ok, up tới mấy cái cà này xuống. Cái cà mà anh đánh không lủng nữa là hơi yếu á nha anh. Cái cà này thường nó mềm. Mảnh đa đâm mà không lủng nữa chắc cà nữa thì thôi đấy. À rồi ok kinh đấy. Nhưng mà loại con ngân mã trước cho nó vui nhà vui cửa. Thở ra khói đi chủ tịch. Rồi lại 500 thôi. Ảnh vừa bị kéo máu mà vừa bị kéo bài kiểu này nữa thì tức lắm đấy. Not bad. Cho bắn phát ở trời. Bắn qua đó luôn hả? Not bad. Rồi, ok, để coi anh còn bài gì. Thật ra chủ tịch bị kéo sạch bài rồi. Chả còn lá nào có giá trị đâu mà giờ có ra lá phép lá gì thì cũng dính chưởng cả thôi. Úp lá này thì không thể úp con quạ thì sẽ coi thường luôn mà các bạn. Đó. À. Lại 200. Not bad. Giá này chúng ta tức lắm luôn á. I set this card face down. I end my turn.
con này rồi thôi khỏi cần, để úp con quạ xuống rồi xong. Lượt sau ảnh là ảnh bó tay luôn. Rồi có phép gì tung ra đi anh. I activate my spell card. Wow, lợi hại dữ vậy sao? What? Flip summon. Oh, bà vô. The effect activates at the same time. Con nào? À, rồi ok cũng được. Oh, rồng trắng mắt xanh. Soul as a duelist. I summon my almighty blue eyes dragon. Quá lợi hại. Flip summon. Wow. Flip summon. Wow. No. Rồi, ok, cũng được. Để coi no. Khỏi rồi, special summon luôn. No. Tại special summon lên con rồng mình nó bắn cái là chỉ muốn chết luôn ấy. No. No. Ok, pha này mình cố thủ đợi biến khác gì tư mã ý thủ ở Thị Sơn nữa các bạn. Gia cái lượng đánh mãi không được. No. Rồi xong. Hết bài phải thua. Giống như gia cái lượng hết thuật phải rút lui. Cái chiêu cũ của tư mã ý tính ra vẫn hiệu quả các bạn. Trọng Đạt mà xem được trận đấu này chắc cũng là hài lòng. Trọng Đạt là tên tự của tôi mấy các bạn. Lại con này nữa, lại cái máy rung, chờ thêm một con này nữa, Hồng Hải Đại Xà. À, rồi thôi cũng được đi. Trận đấu với chủ tịch thì ba lá này cũng ok rồi. Con này tại nó hơi tào lao thôi, con này lấy chân cho vui. Mình hồi kỳ mình không biết mình gọi con này là cái máy rung, nhiều bạn vô không biết sao vô coi cái clip đó nhiều quá. Không biết là máy rung có là cái gì đó mà nó nhạy cảm hay không mà nhiều người nhảy vô coi. À, con này thì ngon rồi, ông nói bên bộ thủy thì có con này đi chung với lại con sắc sắc kình ngư nữa thì 6 lá bài này là 6 lá bài 1800 là quá mạnh luôn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.